Xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại có cô chú chạy xe 16 chỗ đến Biên Mậu chú Du Linh nè. Đó, bà con của... Ủa bà con mình không biết nãy giờ có vô Mậu chứ không biết nữa. Con chào mấy cô nha, chào anh nha. Ủa bà con mình vô Mậu chưa cô? Rồi hả? Rồi. Ủa sao mặc đồ giống gì vậy? Anh đồ lính gì hả chú? Giống đồ lính Mỹ quá hả? Độc lạ Bình Dương heo quý chú anh chị. Rồi sao anh? Tại bà ngoại chia sẻ mà anh với mình không có kịp. Gì hả? Đây là gia đình ba nuôi của Vũ Linh. Ba nuôi luôn hả? Ở đâu anh? Ở Cần Thơ. Gia đình ba nuôi thì ở Cần Thơ mà hiện tại thì họ ở đang ở Sài Gòn đó. Ờ, tiếc quá, ngoại giờ lên trên xe rồi. Và cũng là gia đình mà anh chỉ nghe thoáng qua bà nội nói, tại bà nội nó không có không lớn hả? Không lớn dành, không có làm chữ. Là bên mình bên nội bên ngoại gì của bên chồng của Phượng. Bên chồng của Phượng. Hồng Phượng hả? Là ba nuôi của chú Du Linh. Bên là chồng. Ba nuôi của chú Du Linh là chồng của cụ đó. Là ba chồng của cụ đó. À biết rồi, biết rồi, hiểu rồi. Cô này nếu mà tính ra là anh chị em với chủ đầu chiếc cậu năm. Ờ. Ồ quý cô chú anh chị, bà con cô bác có hiểu không? Cô vừa tính chia sẻ nhiều mà cái chuyện kia không cho nói. Chị không cho nói ha. Dạ. Mà đặc biệt là mặc đồ lính rồi ha. Nói chung là cũng có bà con với nhau xa xa bà... với bên chồng của mình. Nếu mà anh cãi gì là bà con ruột đó. Bà con ruột đó chứ không phải xa đâu, nhưng mà nhiều đời quá. Nhiều đời. Nếu mà tính tới chị Hồng Loan, tới con của chị Hồng Loan là cháu sơ cháu chắc gì luôn rồi. Đó là bà cụ đó. Bà cụ này hả? À để lại hỏi thăm bà cụ. Hello bà ngoại. Dạ nói xe vô bà ngoại, nói vô. Hello chú. Bà ngoại. Nói vô bà ngoại. Chào bà ngoại nha. Ồ, bà ngoại khỏe quá. Bà ngoại Duy Minh Vlog anh. Dạ. Dạ đó, bà ngoại đi lên quý cô chú gì đó. Bà nghe nói mình có bà con với chú Du Linh đúng không anh? Trời ơi bà con gì tôi ở bên nước ngoài tôi về chơi. Bên nước ngoài hả? Hàng chi mặc đồ gì giống đồ lính mà giống người nước ngoài người ta mặc đồ vậy không anh? Đúng rồi, Việt Kiều nước ngoài mà. Bà ngoại chia sẻ vậy đó. Bà ngoại chia sẻ vậy ha. Giấu một quý cô chú gì ơi. Thường thường thì những bà cụ thì thiệt tình ha. Nhưng mà nhiều khi những người mà người ta không muốn chia sẻ đó. Cho nên là người ta không cho những người lớn, những bà cụ chia sẻ sợ phiền phức đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà nếu mà nghe nói như vậy, thoáng thoáng như vậy là Duy Minh nghĩ rằng là chắc là cũng có bà con cô bác gì gần lắm đó. Đó, bây giờ thì đó xe là gì nha. Đó. Hello, chào gia đình mình nha. Ồ, bà ngoại có ngoái tay luôn kìa. Đó, quý cô chú anh chị. Hả? Vụ gì? Vụ gì hả? Đâu vụ gì? Cái vụ gì đấy? Nè nè đóng. Chú Du Linh là sao? Anh chị của sáu, chị dâu của sáu phường là ấy của tầm bây giờ Vũ Linh. Dạ. Cô kia không cho nói gì. Vậy là bà con rồi. Có bà con á. Bà con rồi quý cô chú anh chị. Bà con nhưng mà ta không cho nói nè. Gì giống. Thì hiện tại giờ nhiều khi mà mẹ ruột của chị Hồng Loan mà giờ là còn chưa biết mà. Đúng rồi. Nói chung là trong gia đình người ta biết nhưng mà người ta không có tiết lộ thông tin. Ha, quý cô chú anh chị thì giống như là những người thân á, thường thường á. Con nuôi của ba chồng bà. Con nuôi của ba chồng. Là chị em ví dụ lên đó bà là chị em nhà đúng rồi.
Bà nói là con nuôi của ba chồng của bà. Thôi thúc đó là khán giả tên là khán giả biết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó quý cô chú chị thì anh Phương anh cũng có quay lần khúc đó, quý cô chú chị. Đó, bà con cô bác cũng đã biết ha. Do cũng có gia đình nhưng mà do là cũng như là những người thân ta thường thường người ta giấu quý cô chú chị, giống như là hôm trước á. Hôm trước là Diễm Minh cũng quay những bà con bên ngoài của chú Vũ Linh đó, ở Cầu Lãnh đó, người ta cũng lên đây nè, ta đi xe 7 chỗ lên. Nhưng mà một người thì chịu chia sẻ, còn một người thì kiểu như giấu quý cô chú chị, kiểu như sợ này kia đó, cho nên là cũng ngại chia sẻ quý cô chú chị. Thì bà con cô bác xem qua một đoạn video ngắn thôi là cũng đã hiểu ha quý cô chú chị. Đó. Wow, quý cô chú chị ơi. Hai con rồng. Hai rồng. Nhưng mà sớm đẩy rồng đất xuất hiện tại mộ của chú. Cười quá. À, quý cô chú anh chị ơi, thì video thì mấy anh em mình ở đây á chia sẻ thì cũng rất là ít view, nên là Diễm Minh chia sẻ cho nó rộn rã lên tí xíu cho nó mà nhộn nhịp lên. Mong bà con cô bác cũng là đừng có trách móc gì Diễm Minh nha quý cô chú anh chị. Đúng không, nãy bà ngoại nói đúng là rồi. Bên Sáu Phượng là chị Phượng đó. Không Phượng hả, thằng đây ô hả u gông này lên, cong lên tí xíu. Ừ. Dùng lên tí. gồng đất nha quý cô chú anh chị. Ô, con này thẳng chứ hả, cong lên tí nó cong lên gì nè nó mới gồng được đó, gồng mà phải cong lên đó. Thôi anh em nào làm đi, mình không ý kiến nha, mình ý kiến theo chuyên mình thôi. Cong gồng nó cong lên gì nè nó mới đẹp nè. Đó, tạo hình ở đây là mình phải có cái dây mình cột lên cái góc này. Đó là nó tạo cái đường cong à, quý cô chú anh chị, tạo cái đường cong là ra vẽ con rồng mà kiểu như là uốn lượn luôn quý cô chú anh chị. Rồng thì thường uốn lượn thì cái hình nó sẽ rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Rồng này thì hơi thẳng quá, bởi vì mình đặt rồng đất là đúng rồi. À, thì cái này cái mặt cũng hơi xéo luôn ha, nó bung ra gì nó mới ra cái hình được đó gì nè, nó mới ra cái hình được. Đó, quý cô chú anh chị. Đó. Nó thẳng quá, cái này phải móc cái này lên đây. Mà như Diễm Minh thì quay thôi, quý cô chú chị ý kiến quá thì bị nói. Thôi cho không ý kiến ha. Mình chỉ nói về cái ý của mình, ý nghĩ, ý tưởng của mình thôi. À, mọi người có ý tưởng riêng ha. Mình chia sẻ mình có ý tưởng. Còn anh em làm gì làm. Đó, quý cô chú chị, còn hoa này bà con cô bác nha, nhìn vô là thấy là biết là hoa bông hoa bự rồi, quý cô chú chị. Hoa nhiều lá nhiều cành này, nhiều nè, tại vì bà con của bác nhìn cái bông không, cái bông rất là to luôn nè, nhìn là biết cái bông hoa bự rồi. Đó, quý cô chú anh chị, ồ nó bị ấy rồi, đó, lại đi vô một mẫu với chú ha. Đó, bây giờ thì hai bên vườn hoa nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị đã được. Được trưng tại đây. Đó. Thì hôm nay là anh vừa cúng xong mà quý cô chú anh chị, Diễm Minh cũng vừa đi công chuyện và chạy gấp gáp về đây, cũng đi dãy mộ đồ quý cô chú anh chị, gấp về đây. Để quay cho bà con cô bác xem ha. Chạy tới chạy lui nó được cũng xa. Mười mấy cây số một tốc hành luôn quý cô chú anh chị. Cái gì vậy? Vũ. Cái gì kia kìa? Ngọc sen hả? Đó. Cũng tranh thủ về đây để ghi hình cho bà con cô bác xem. Thì buổi trưa này thì sau khi mà bà con cô bác bên nội của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là bên bà con bên chị Hồng Phượng cũng đến thì vừa đi rồi quý cô chú chị. Cái này nó tròn đẹp quá ha. Đó. Ồ, cái này là đúng bài tới Tết luôn. Đây thì có hai bên hoa hướng dương nè, rồi hoa giấy nè quý cô chú chị, rồi hoa mai nè, rồi hoa kiến thủy nè, đầy đủ luôn quý cô chú chị, đủ bộ rồi đó. Đó. Đó, thì bây giờ thì Diễm Minh cũng xin cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Diễm Minh nha. Nếu bà con cô bác xem video mà thấy ý nghĩa thì đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Diễm Minh Vlog nha. Bây giờ thì Diễm Minh xin chào bà con, hẹn bà con lại một cái video tiếp theo ha.